kiểu chia bè chia phái và chia ra những cái định hướng rồi đó, nó không còn trung lập nữa. Nhưng mà đòi hỏi cái sự trung lập tại thời điểm bây giờ đối với rap rap thì mình cảm thấy rất là khó luôn ý đó. Tại vì giờ mình cảm thấy nhá, kiểu họ chọn ấy, họ chỉ chọn thôi chứ họ không có đưa ra quan điểm. Họ chỉ chọn phe thôi, phe nào đông hơn hoặc là phe nào hợp tính với họ thì họ chọn thôi, chứ họ không có đưa ra quan điểm chính xác của mình. Hoặc Pow Pow anh em đã quay trở lại với channel của Nobi Hàng Reaction. Trời ơi thì gót thích đã cho ra một bài tỉnh anh em ạ. Mới sáng, hình như mới mới sáng giờ tôi nhận được tin ra bài tỉnh, cái là ngồi trưa rồi ngồi làm reaction luôn. Nói về gót thích thì chúng ta nó sẽ nói đến độ chiến của gót thích đồ này kia ha. Mà tôi tưởng dạo này là ông gót thích là kiểu làm EP rồi cho ra các sản phẩm tập trung làm âm nhạc, mà ai dè cũng đặt một chân vào trận chiến này anh em ạ. Với lại cái phông đen nền trắng này thì chúng ta hiểu rồi ha, sẽ có gì đó liên quan đến với những cái sự việc beef drama gần đây đó. Nhưng mà quan trọng là Gót Thích sẽ nhắm đến ai và đối tượng nào, hoặc là tổ chức nào, hoặc là cái mà làm Gót Thích không hài lòng là cái gì thì chúng ta sẽ nghe trong bài hát này. Ok thì như mọi rapper khác thì chắc chúng ta cũng chào đón Gót Thích bằng vài câu no beat anh em ha, để va va Gót Thích một tí để có thể gọi gì đó, để xem coi nó có đủ sát thương với Gót Thích không nhá. Làm khoảng 4 câu lên em ạ, làm đơn giản thôi. Ok. Các drama gần đây, bọn hater thì cứ lót đít. Và bây giờ sẽ không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ đến với bài tỉnh của God Thích. Và các rapper bây giờ, tao thấy là trình độ đang tăng tiến dần, nhưng đó vẫn chưa là gì so với cái bài của Chiến Thần. À vậy thôi anh em ơi. No beat vậy thôi. À. Trời ơi, mình cực thích God Thích ở một chỗ đó, là God Thích là một phe. Là một phe, tức là sao? Tức là không chịu sự chi phối của một bên thứ ba nào hay là tổ chức nào, kiểu như bất bình cái gì, có quan điểm gì muốn trình bày, hoặc là không thích cái gì thì cứ lên track và thể hiện lên trên nhạc. Đó, vậy thì chúng ta hãy cùng xem bài tỉnh của God Thích này muốn truyền tải công kích tới ai nha anh em ơi. Ok, nóng hổi, let's go. Mới sáng sớm mà đã tỉnh rồi, giờ mình tỉnh luôn rồi đó. Let's go. Gì đấy? Cái gì đấy? Ai hét ghê vậy? Mấy cái nhạc ma mị vậy Ê, ta. Ê. Hey yo, tôi hey chỉ yo. rap dưới tư cách một người rap fan thôi. Ê. Cũng không thù hằn gì bên nào. Ông nhớ là ông nói là ông là rap fan nhá, ông thể hiện với tư cách là rap fan nhá. Tí mà tôi thấy ông đít chết mẹ rapper nào là xong đó nhá, ông có thích nhá, ông lại nói là rap fan nhá. Nói tôi sợ ông anh em ạ. Một người vớt cuối À, một người vớt đó cuối à? À, còn để ý đến một mà người vớt chết. cuối anh em ạ. Mình thấy beef 2024 nó bị vài cái nó không được hợp ý mình lắm, Trời, xong rồi anh mình em, cắt cổ nói rồi. như kiểu mình sợ review recap Review, recap. của Let's go. Gothic. Bắt thích. Quan sát rap em từ vị trí cái chứng kiến, tan nát cuộc beef này chẳng còn chút thi vị công hiến, mà sát nhưng vẫn có punchline mấy cậu tiêu luôn. Thế quái nói beef so trình lại thành sao ai phản cho mình nhiều hơn. Đúng Anh đúng tác được có mỗi tai tiếng, chạy beef giáp nhanh quá, đường lối nát nhanh mà. Tao chỉ thấy muôn vàn phần thiệt cho các anh già, không thể dập sự nghiệp người khác mà tốt thật quá trớn. Không thể chửi phản động khi anh chứa chẳng qua xúc vật ma sơn. Oh, Tao vì khác GBI à? nói lên những cái điều làm bí vinh, rằng miếng bò hôi tanh chẳng thể vừa lòng ngàn người kỹ tính. Diễn biến GVA đồ rapper hải ngoại mà highlight lại là video beat rate chửi thí sinh. Đã đầy đúng nha anh em ơi. Trời ơi, giờ người ta cái người ta đâu quan tâm là cái dành sự chú ý dành cho việc là bị ray đáp trả lại vần 83 của thí sinh. Rồi thêm ông rapper làm quả nói nữa. Rap Việt mở lòng cho diss lên TV vì diss là văn hóa, dẫu tao ăn bao xếp đinh dị nghị để rap fan với đống tư tưởng ngu này ra đi. Khi tao cho idol mày dựa cột như là Cardi Cardi, Cardi tỉnh B lại trước khi anh em rơi vào cơn nói đang biết thì mem chỉ lít đợt thì thực sự fan này không trôi. Tỉnh lại trước khi anh em rơi vào cơn nói khi mà cuộc biết dần nhà fan chỉ nhau đêm ngày không thôi. Tỉnh lại trước khi anh em rơi vào cơn nói đang biết thì mem chỉ lít đợt thì thực sự fan này không trôi. Tỉnh lại trước khi anh em rơi vào cơn nói khi mà cuộc biết dần nhà fan chỉ nhau đêm ngày không thôi. Khai đao con súc vật còn oai sao, mày nên nhớ sexy cao lì hay Ủa? con ca sĩ còn biết được hai em Đúng vào vào. người khác Mày à? lên tút
xong rồi xóa tận thay ta. Do IQ con vịt nào cướp này còn ít hơn con vịt của say ra. Dễ choát gặp dù đi tận vào hai. Còn cái loại nước đổ đầu vịt đang thúc để kiếm được bao lai. Xóa thút dễ khịa hiếu não bộ thằng béo đó thật tàn. Về âm nhạc nổi tiếng Trọng Hiếu chứ điều mà chẳng hoàn tao đâu kè. Chắc áp quân thì có vẻ gác mic. Ở ăn đợt tao chiến thần when I say G you say God take. Một thằng ngu bỏ đít cả Rick mà tiếng nghệ ngương làm phương hướng đúng duy nhất cho G đắc kỳ là Phương Tuấn. Mày bị mất danh dự đàn ông rồi. Dám đăng phải dám diss hoặc xin lỗi hiếu dễ vì nông đổi. Về trình độ thì tao là bố của thằng nông tồi. Con mày không biết mặt cha nhưng cả nước biết tên ông nội là God take. Đủ với punchline câu cuối anh em ơi. Ê, câu này nghe đã giờ. Nông rồi, dám đăng phải dám diss hoặc xin lỗi hiếu dễ vì nông đổi. Về trình độ thì tao là bố của thằng nông tồi. Con mày không biết mặt cha nhưng cả nước biết tên. Không biết mặt cha, trời ơi khịa lại vụ gì đất kỳ. À, nhưng cả nước biết đến là tên là ông nội là God take. Trời ơi là trời. Ô là trời anh em ơi. Và đó là bài tình tình của God thích. Cái cảm giác đầu tiên sau khi mà mình nghe xong bài hát này là kiểu đưa mình trở về lại với mặt đất ấy. Kiểu như recap lại mình cho toàn bộ diễn biến của những cái drama gần đây á, khiến mình kiểu tỉnh tỉnh lại tí. Chứ giờ trong đầu óc mình giờ toàn bình xăng, bình ga, bình tò, bình lăng nhăng. Trời ơi, nghe riết rồi loạn thần luôn anh em ạ. Loạn thần loạn trí luôn á. Bài này sao nó kiểu nó trôi qua nhanh anh em nhầy. Mấy cái động lại cho mình là when I say G, I say God thích. Và thôi không chần chừ nữa thì giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đọc hiểu lyric của God thích nha anh em. Để nó hiểu sâu hơn một tí. Let's go. Đây, quan sát rap game từ vị trí kẻ chứng kiến. Tan nát cuộc beef này chẳng còn chút thi vị cống hiến. Ở đây tức là God thích đang đặt mình vào vị trí là rap fan, đứng ở ngoài nhìn vào anh em ạ. Kiểu chia bè, chia phái và chia ra những cái định hướng rồi. Đó, nó không còn trung lập nữa. Nhưng mà đòi hỏi cái sự trung lập tại thời điểm bây giờ đối với rap thì mình cảm thấy rất là khó luôn ý. Đó, tại vì giờ mình cảm thấy nhá, kiểu họ chọn ấy, họ chỉ chọn thôi chứ họ không có đưa ra quan điểm. Họ chỉ chọn phe thôi, phe nào đông hơn hoặc là phe nào hợp tình với họ thì họ chọn thôi, chứ họ không có đưa ra quan điểm chính xác của mình. Hoặc đây, God thích cũng đưa ra quan điểm tức là đã là beep ha, thì chúng ta hãy thể hiện skills, punchline, wordplay về những cái nó thuần túy nhất của rap. Nhưng mà ở đây lại so về phát, không phải, so về cái hành động, những hành vi không đúng, xem gọi là ai hành vi không đúng nhiều hơn. Đó, ai phản động nhiều hơn, ai có những hành vi mà không đúng với chuẩn mực xã hội nhiều hơn. Để mà tấn công vào đó và kháy đi kháy lại cái đó. Và tìm ra những cái lỗi sai mà liên quan đến những hành vi chống phá đảng và nhà nước. Đó, kiểu như là vậy. Đó, vần câu punchline thì không thấy, nó xìu hết trơn rồi mà. Đấy, canh tác được có mồi tai tiếng, trận bíp rác nhanh quá, đường lối nét nhanh mà. Tức là những cái người đứng đầu, những người leader anh em ạ, là những cái người chịu thiệt. Tại vì giờ những cái đàn em đi thì họ còn sung sức, họ còn muốn show trình, họ còn muốn thể hiện thì họ cứ thể hiện ra. Nhưng mà đôi khi thì nó hơi bị thái quá, hoặc là làm cho trận bíp này nó diễn biến theo một cách mà không thể nào ngờ tới. Đó, hoặc là vô tình đưa cái trận bíp này nó thụt lùi so với cái mà khán giả mong muốn và so với cái mà các rapper nó mong đợi. Đó, và vô hình chung thì làm nên một cái trận beef nó rất là rời rạc và không có thể thống, gọi là không có cảm nhận được cái màu sắc của beef á. Không có cảm nhận được cái màu sắc của văn hóa dissin. Kiểu ông này lên, ông kia đáp trả, hoặc là ông này lên, ông này đáp trả, và rap fan là những người hưởng lợi nhất. Tại vì chúng ta có cái để mà nghe, chúng ta có cái để mà chúng ta nhìn nhận và đưa ra quan điểm và đánh giá. Còn rap fan, còn bây giờ thì sao? Nó không chỉ là rap fan mà ngay cả các rapper luôn. Đó, mà làm cho diễn biến trận beef nó đi theo chiều hướng mà không ai ngờ tới. Let's go. Không thể dập sự nghiệp người khác mà tôi thật quá trớn, không thể chửi phản động khi anh chơi chẳng qua xúc vật na. Lại nói về kháy về vụ ăn na nên mà ăn nghiệm Vũ Sơn. Đó. Là cũng có liên quan gì đến ăn na ha. Là God thích cũng muốn chất va ăn na một tí đó. Trận bíp giờ nó không phải là miếng mồi ngon để các rapper có thể gia nhập nữa anh em à. Đó, không thể làm hài lòng được những người kỹ tính. Tức là God thích ý cũng muốn nói là những trận bíp bây giờ cũng giống như làm dâu trong họ. Người ý này,
người ý kia, người mong muốn rapper tấn công vào những cái phát này, người thì không muốn rapper lại tấn công vào những cái phát kia. Nó rất là rối và vô tình chung nó là một cái hỏa mù trong trận beef đó, tức là không ai nhìn thấy được một cái gì hết. Rồi đến cái đoạn này GVA đấu với rapper hải loại hải ngoại mà highlight lại là B-Ray chửi thí sinh. Thì đúng mà, dạo này gần đây thì viral cái đoạn clip mà anh B-Ray đứng trên ghế xong rồi gọi là rebuttal lại 8 câu của các thí sinh đó, thì đôi khi nó còn nổi hơn là cả cái trận beef. Ý có thích bây giờ không chỉ là trong những trận beef nó loạn đâu, mà ngay cả trong những cái tổ đội thì có những mâu thuẫn giữa các thành viên đồ này kia, không cùng quan điểm này kia, cũng beef mem chữ leader luôn, không có kiêng nể, không có respect ai cả đó, kiểu như vậy. Cái này thì God thích tiếp tục nhấn mạnh anh em ạ, tức là giờ kiểu nó như một cái hố sâu á, và các anh em rapper ở ngoài cứ đứng đó, cứ đứng ở trên cái thành hồ và cứ lao xuống cái hố sâu đấy mà không biết điểm dừng đó, cứ chơi fan chửi nhau và tiếp tục là không biết là cái kết nó là gì, không biết nó đến đâu và không biết là sẽ có ai đứng ra mà stop lại cái beef này hay không. Đó, nó giờ nó rất là loạn rồi đó. À, trận này Ceci với Kelly cũng lên được 2 round, tức là nói là những cái người rapper nữ đó họ không thường xuyên gọi là lên track để diss nhau, nhưng mà khi mà đã có va chạm đụng đến những cái thể diện hoặc là những cái phát của mình rồi thì họ có quyền chống trả, họ phải đưa lên một cái strat để mà tự bảo vệ cho chính bản thân họ, cũng như là chứng minh cho các rap fan thấy họ cũng có quyền được lên tiếng đó. Này nói là về cái vụ anh Vịt là sau khi anh Hiếu thứ hai ra bài đồ các kiểu đó thì anh Vịt cũng có lên bài xong rồi xóa đi, xong rồi rap fan đồ nhảy vô nói này kia đó. Một cái hay của God thích á, tức là God thích không có nói suông, God thích không đưa ra lý thuyết. God thích đưa ra những cái dẫn chứng rất là cụ thể. Chúng ta đã thấy Ceci và Kelly, xong rồi giờ đến dễ chót cặp Du, tức là những cái trạng thái hoặc là những cái tình huống mà giống như với chuyện của anh Hiếu thứ hai rồi với anh Vịt hiện tại đó, thì họ, những người trong quá khứ họ đã làm những cái gì để cho trận beef đếp sinh đồ các kiểu nó gọi là có văn hóa đó, đó như thế nào mà bây giờ phải gãy trên status như thế, xem ai gáy trên status nhiều hơn, xem ai có lượng fan đông đảo hơn, nó kiểu như thế. Vậy là lúc anh Dế mà đăng tớt Sovereign rồi các kiểu thì anh Vịt này cũng có đăng những cái tớt liên quan đến cái việc Sovereign nhưng mà xong xóa. Rồi đến anh Hiếu thứ hai cũng vậy, Trọng Hiếu chứ không có Trọng Hoàng. Trọng Hiếu ở đây chúng ta cũng biết đúng không, một dancer, một ca sĩ rồi các kiểu. Trọng Hoàng đây có hai nghĩa anh em ạ. Một là Trọng Hoàng trong bóng đá đó, về âm nhạc thì không có Trọng Hoàng bóng đá ha. Rồi Trọng Hoàng thứ hai là kính trọng ấy. Trọng Hoàng đây là kính trọng, respect, tôn trọng các kiểu. Trời ơi, ông này làm quả câu. Chúng ta cũng nhớ tình huống mà gì cũng nhớ cái tình huống đó đúng không anh em? Đó tức là when I say gì, you say đó, và bây giờ God thích châm biếm lại là you say God thích đó, tức là phải gọi tên God thích ra để mà có thể đối trọng với lại cái cậu này đó. Tức là tham gia xong của một cuộc thi là ít thấy anh đó ra những cái sản phẩm, ít thấy những cái hoạt động âm nhạc của anh ấy liên quan đến việc là ra bài đồ này kia. Phương hướng đúng duy nhất là tức là cái anh Phương T này á, đó là cũng có những cái tình nhỏ, những cái drama cũng giống như với anh Vịt này đó. Đây thì là God thích cũng chia sẻ ra một cái quan điểm, tức là mình là đàn ông, mình phải có chính kiến và mình phải đối mặt với những thứ mà mình đã làm ra và mình phải đối diện với sự thật. Chứ đừng kiểu mà khái này khái kia xong rồi thấy không ổn rồi, thấy tình hình này không ổn rồi, trời ơi sẽ có drama rồi, mình sẽ xóa hết những gì mà mình đã làm đó, thì lại có thích thì không đồng ý với lại cái việc đấy. Hoặc là xin lỗi nè, nếu mà đã không muốn ra trách rồi thì phải thừa nhận cái sai lầm của mình. Thừa nhận những cái sai lầm thì nó không khiến đàn ông bị hạ cái tô xuống đâu, nó càng thể hiện mình là một con người biết điều ha. Câu này thì lại thể hiện cái vị thế của God thích anh em ạ. Đó, tức là muốn gì cứ lôi God thích ra. Cái bạn anh đó, cái bạn anh Vịt đó, thì muốn gì cứ lôi God thích ra, phải gọi tên là God thích này, hãy nhớ tới God thích này trong tương lai và hiện tại bây giờ nè. Đó. Vậy là một cái bài mà cho ta đi những cái khuôn bậc cảm xúc nó khá là bập bênh luôn ha, nhưng mà mình thấy nhá,
Đối với quan điểm cá nhân của mình thì đây chỉ là một bài khái nhẹ của Gothic thôi. Đó, tại vì là mình nghĩ là Gothic phải chờ chờ xem cái tình hình diễn biến của những cái rapper, những cái diễn biến mà những cái việc mà Gothic đã nhắc trên này, xem có ai đã động tới chưa. Thì lúc đó thì mình nghĩ Gothic sẽ cho chúng ta sẽ thấy một bộ chiến thần khác. Bài này chỉ là mới bài mở màn thôi, dạng như là một bài recap bản tin tóm tắt rap Việt anh em ạ. Đó, một bài recap của Gothic thôi. Đó, vẫn là chiến thần đấy, vẫn là cái flow đấy, vẫn là những cái punchline và những cái wordplay nó mang tính sát thương cũng khá là cao đấy, không được đâu. Nhưng mà ai nghe xong thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm riêng. Thì mong là các bạn hãy comment ở phía bên dưới để mà chúng ta chia sẻ, chúng ta góp ý và chúng ta xây dựng được một cái những quan điểm cho nó lý lẽ và những cái quan điểm và lý lẽ nó rõ ràng và mạch lạc nhất nha anh em. Ok, và phần react của mình là tới đây là hết rồi. Và mình là Nobihan. See ya.